Xin chào các bạn, mình là Mi Bé và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On. Nghệ thuật pixel hay là nghệ thuật điểm ảnh là một phong cách đồ họa đã có từ rất lâu, từ cuối những năm 70 và đầu thập niên 80. Điển hình là những tựa game như Space Invaders vào năm 1978 và Pac-Man năm 1980. Cho tới thời điểm hiện tại, công nghệ làm game đã tiến bộ một cách vượt bậc, đem đến cho người chơi những trải nghiệm chân thực, ví dụ như là Red Dead Redemption, The Witcher 3, vân vân và vân vân. Thế nhưng nghệ thuật pixel chưa bao giờ mất đi chỗ đứng và bản thân nó có một sự quyến rũ nhất định đối với người chơi. Vậy thì trong video lần này hãy cùng mình điểm qua những tựa game pixel độc đáo mới lạ ra mắt trong thời gian gần đây nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trong thế giới Overloop, công ty công nghệ Infinity đã tạo ra một vũ khí tương lai bí mật được gọi là máy tái tạo vật chất lượng tử QMD. Thế nhưng, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Infinity bị rò rỉ ra bên ngoài, khiến cho thiết bị rơi vào tay người thường. Họ bắt đầu sao chép mọi thứ có thể chạm tay vào, từ tiền bạc cho đến chính bản thân mình. Nghe có vẻ khá là hiện đại và tiện lợi, nhưng điều này đã khiến cho cuộc sống của toàn bộ nhân loại bị đảo lộn. Việc nhân bản vô tổ chức đã khiến mất trật tự xã hội, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và nhân sinh quan đảo lộn nghiêm trọng. Trong một tương lai không xa, sau khi máy QMD được sáng chế, nhân loại rơi vào thời kỳ hậu tận thế. Nhân vật chính của chúng ta sở hữu cho mình một khẩu đại bác nhân bản, nhờ đó anh ta tạo ra các bản sao của mình và không ngần ngại hy sinh chúng để vượt qua những nguy hiểm chết người. Overloop đến từ nhà phát triển Change Games, đặt người chơi vào tình huống bắt buộc phải có sự giúp đỡ từ những người nhân bản để vượt qua chướng ngại vật hoặc hy sinh chúng trong các cuộc giao tranh nguy hiểm. Game cho phép bạn tạo ra hàng chục bản sao, nhưng mục đích của trò chơi đó là bạn phải đảm bảo cho nhân vật chính an toàn. Thế nhưng, liệu bạn có thực sự là main anime ngầu lòi lạnh lùng hay chỉ là một bản sao khác? Overloop hiện mới chỉ có bản demo được ra mắt trên Steam và chưa có lịch phát hành chính thức. Hóa thân thành một củ cải đáng yêu nhưng cực kỳ phá phách, tránh nộp thuế, giải các câu đố hóc búa, thu hoạch mùa màng và chiến đấu với những con thú to lớn trên hành trình phá bỏ chính phủ thực vật tham nhũng tại thị trấn Veggieville với cậu bé củ cải cam kết trốn thuế. Junet Boy Commit Tax Evasion là một tựa game indie phiêu lưu giải đố trong một thế giới pixel đáng yêu và tươi sáng với tông màu xanh của cây cỏ làm chủ đạo. Được phát triển bởi Snoozy Kazoo và được xuất bản bởi Graffiti Games, cậu bé củ cải đầy hài hước sẽ khiến bạn bật cười trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Tất cả nhân vật trong game đều là những loại thực vật hoặc là các loại đồ ăn với tạo hình tròn tròn đáng yêu, tất cả đều có những câu chuyện và vấn đề của riêng họ. Bạn có thể lựa chọn giúp đỡ hoặc là tấn công đối phương để ăn trộm tiền, nhưng bạn sẽ muốn nói chuyện với tất cả NPC để nghe những câu đùa dễ thương và tìm hiểu về những gì thối nát tại Veggieville. Nếu điều đó chưa đủ thú vị thì có rất nhiều tài liệu thuế cần được xử lý, cho phép bạn xóa dấu vết giấy tờ của mình và có khả năng phá hủy cả chính phủ. Turnip Boy Commit Tax Evasion đã lên kệ Steam vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái với giá 165k tiền Việt, một cái giá không quá đắt nếu bạn là fan của thể loại pixel và muốn có một chuyến phiêu lưu nhẹ nhàng cho ngày cuối tuần. Trong một trận cờ vua, nếu quân cờ duy nhất bạn còn lại trên bàn là quân vua và team địch thì có một dàn xe tượng mã hậu đầy đủ, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là giơ tay rút lui thôi chứ lật kèo làm sao được nữa. Trong Shotgun King The Final Checkmate, bạn không những là quân vua duy nhất trên bàn mà quân lính của bạn đã chạy hết theo phe địch. Vị vua bất lực hoàn toàn trắng tay và chỉ còn lại duy nhất khẩu shotgun hoàng gia, nên ông ta đã quyết định đây sẽ là trận chiến chiếu tướng cuối cùng của mình. Shotgun King The Last Checkmate là bài dự thi tập thể của Pancake Delicious cho Ludum Dare lần thứ 50, một sự kiện trực tuyến với chủ đề những game được tạo ra trong thời gian ngắn. Nhóm sản xuất cho biết Shotgun King được làm hoàn toàn trong vòng chưa đầy 72 giờ. Game thuộc thể loại turn-based roguelike, đặt người chơi vào vai quân vua đen, phải chống lại cả bàn cờ trắng chỉ với một khẩu súng. Game vẫn tuân thủ nguyên tắc di chuyển quân cờ như một trận cờ vô bình thường, nhưng sau khi tiêu diệt một quân cờ, người chơi sẽ sở hữu linh hồn của quân cờ đó, cho phép vua di chuyển như quân cờ bạn vừa hạ gục. Sau các màn chơi, game sẽ đưa ra tối đa 2 lá bài lợi và 2 lá tiêu cực để người chơi có thể lựa chọn và tính toán chiến lược cho mỗi level. Shotgun King The Last Checkmate có một lối chơi mới mẻ và nằm ngoài khuôn khổ của một trận cờ vua. Game đã được ra mắt vào ngày 12 tháng 5 vừa qua trên Steam cho PC. Song of Conquest được phát triển bởi Lave Potion và được xuất bản bởi Coffee Stain Publishing, lấy cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển của thập niên 90 như là Heroes of Might and Magic 3. Trò chơi được phát hành vào ngày 10 tháng 5 vừa qua cho Microsoft Windows và OS X. Game cho phép người chơi chọn từ 4 phe phái độc đáo, mở rộng vương quốc và tham gia vào các trận chiến bằng cách điều khiển các pháp sư mạnh mẽ được gọi là Wielders. Song of Conquest thuộc thể loại phiêu lưu chiến lược theo lượt. Phần chiến lược của trò chơi liên quan đến việc quản lý vương quốc, chẳng hạn như tuyển dụng các Wielders và các đơn vị, xây dựng và cải thiện thành lũy, cũng như các cuộc giao tranh chiến đấu theo lượt. Phần phiêu lưu nằm ở bối cảnh và câu chuyện giả tưởng độc đáo, được thể hiện thông qua sự kết hợp của phong cách nghệ thuật pixel 2D và môi trường 3D.
thế giới của Song Conquest đã xảy ra một cuộc chiến giữa bốn phe phái, đó là Aelion, những hiệp sĩ với tham vọng quyền lực tối cao. Rana, một bộ lạc tại vùng đầm lầy cổ đại đang tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại. Lot, tộc Necromancer với mong muốn đưa người chết thống lĩnh mặt đất, và Varia, những người lính đánh thuê gan dạ và những nhà phát minh ham mê tiền bạc, thuốc súng và sự tự do. Nếu bạn là fan của Heroes 3, tựa game gắn liền với tuổi thơ sóng gió của thế hệ 8X, 9X, thì không nên bỏ qua Song Conquest. Coromon, tựa game pixel mang màu sắc tươi sáng, đưa người chơi một thế giới giả tưởng trong tương lai, nơi loài người bắt và thu thập các Coromon để nghiên cứu và huấn luyện. Câu chuyện của Coromon bắt đầu khi bạn quyết định lên đường phiêu lưu. Đó không phải là nhiệm vụ săn huy hiệu của các thủ lĩnh phòng tập, mà để bắt đầu công việc mơ ước của bạn với tư cách nhà nghiên cứu các trận chiến cho Slug Solid, một tổ chức với mục tiêu nghiên cứu Coromon, phát triển công nghệ và cung cấp sức mạnh cho vùng đất Velua. Ban đầu, Coromon có một cảm giác quen thuộc của những tựa game trên hệ máy Game Boy vào 10 hay 20 năm trước mà bạn có thể đã từng trải nghiệm trong quá khứ. Tuy nhiên, game có một chất riêng vừa đủ để tạo nên sự khác biệt. Về cốt lõi, Coromon là một trò chơi thu thập, chiến đấu với quái vật. Nó có tất cả các yếu tố quen thuộc như là tiến hóa, điểm yếu của các nguyên tố, các trận chiến ngẫu nhiên xảy ra trên các vùng cụ thể, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, Coromon nên đến cho người chơi trải nghiệm của riêng nó, và đó là một trải nghiệm đáng có nếu bạn quan tâm thể loại này. Game đã được cho ra lò vào ngày 31 tháng 3 năm nay cho hệ máy Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows, Linux, macOS và tvOS. Chinatown Detective Agency là một trò chơi phiêu lưu point and click được phát triển bởi General Interactive và phát hành vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 cho Microsoft Windows, macOS, Nintendo Switch và Xbox One. Trò chơi đã khởi động chiến dịch Kickstarter vào tháng 3 năm 2020 với bản demo được phát hành vào tháng 9. Game lấy bối cảnh trong một phiên bản Cyberpunk của Singapore vào năm 2037. Chinatown Detective Agency lấy cảm hứng từ loạt phim Carmen Sandiego. Nhân vật chính của trò chơi là một cựu sĩ quan Interpol tên là Amira Dharma, hiện đang bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một thám tử tư có trụ sở tại khu Chinatown của Singapore. Theo lời giới thiệu từ sếp cũ, khách hàng đầu tiên của cô là một doanh nhân đang cố tìm một nhân viên kế toán đã bỏ trốn khỏi đất nước. Trong khi giải quyết các vụ án trên khắp thế giới, Amira bắt đầu làm sáng tỏ một mạng lưới âm mưu bởi các thế lực ngầm ở quê nhà. Nhiệm vụ của người chơi đó là hỗ trợ Amira trong việc nghiên cứu các manh mối hoặc đi tìm các đồ vật bị thất lạc, giải mã một đoạn tin nhắn hoặc tìm ra các manh mối tại các thành phố khác nhau. Mặc dù có khá nhiều nhận xét trái chiều về Chinatown Detective Agency, nhưng bản thân mình, một người rất thích thể loại trinh thám giải đố kết hợp với phong cách đồ họa pixel thể loại cyberpunk độc đáo, Chinatown Detective Agency xứng đáng nhận được điểm 8 trên 10 theo thang điểm của Mi bé. Replace là một tựa game mới từ Sadcast Studio và CodeSync có mặt trên Xbox One, Xbox Series X và Windows PC. Xbox đã công bố trò chơi trong buổi phát trực tiếp E3 2021 và tiết lộ rằng người chơi Game Pass có thể chơi miễn phí vào ngày ra mắt. Replace được nhà sản xuất cho biết thuộc thể loại hành động theo phong cách khoa học viễn tưởng Cyberpunk 2.5D. Từ ngày trình làng tại E3 cho đến nay, game đã thu hút được rất nhiều sự chú ý đến từ những game thủ ưa thích thể loại pixel. Nhà phát triển Sadcast Studio đã tóm tắt câu chuyện của tựa game tuyệt đẹp này như sau: khám phá và vén màn những bí ẩn trong Phoenix City trong năm 1980 từ góc nhìn của Rich, một trí tuệ nhân tạo bị mắc kẹt trong cơ thể con người và đang phải thích nghi với vỏ bọc mới trong một xã hội đã thối nát. Mọi thứ đã bị cai trị bởi tham nhũng và lòng tham. Những người nắm quyền coi con người và nội tạng của họ không hơn gì chỉ là tiền tệ. Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại, ngoài con số 2022, nhà phát triển vẫn chưa đưa ra quá nhiều thông tin về ngày phát hành. Nhưng đối với những game thủ thích một chút hành động pha với một cốt truyện thể loại tâm lý hấp dẫn, Replay sẵn sàng làm hài lòng bạn. Game có một số điểm tương đồng rõ ràng với các tựa game nổi tiếng như là Detroit Become Human và Cyberpunk 2077. Nhưng rõ ràng với phong cách đồ họa độc đáo cùng gameplay thể loại Free Flow Action Combat, Replay sẽ có một hương vị độc đáo của riêng mình. Radio the Universe là một trò chơi điện tử nhập vai hành động độc lập được phát triển bởi 6E, 6E, 6E hay 6E. Trò chơi ban đầu được tài trợ thông qua Kickstarter vào năm 2012 và đã được phát triển trong một khoảng thời gian rất dài. Trò chơi có đồ họa 16-bit theo phong cách hoài cổ và diễn ra trong bối cảnh cyberpunk theo phong cách gothic. Trong đó, nữ nhân vật chính thức dậy và thấy mình đang ở trong một thành phố mê cung bị bỏ hoang và không thấy bầu trời có tên là Nuo Modo. Game có tính năng chiến đấu RPG góc nhìn từ trên xuống với trọng tâm là khám phá thế giới mở. Người chơi có thể sử dụng cả cận chiến và chiến đấu tầm xa và sẽ để lại số điểm kinh nghiệm chưa sử dụng khi họ chết, theo cách tương tự như là Dark Souls. Số điểm này có thể dùng để cải thiện thuộc tính của nhân vật tại các trạm nâng cấp. Ngày phát hành của game cũng vẫn chưa được xác định. Thế nhưng trên trang Twitter của tựa game vào tháng 2 vừa rồi, nhà phát triển đã trình làng một số ảnh chụp màn hình về môi trường cũng như hệ thống nâng cấp trong game và cảm ơn người hâm mộ vì đã kiên nhẫn. Với một thế giới theo phong cách nghệ thuật pixel thanh lịch cùng bảng màu tuyệt đẹp và thể loại khoa học viễn tưởng đen tối kỳ lạ, có lẽ cũng đáng để chờ đợi Radio The Universe ra mắt trong thời gian không xa.
Thêm một tựa game nữa mình đã hóng dài cả cổ, đó là The Last Night, một tựa game nền tảng 2.5D, trong đó người chơi điều khiển Charlie, một người đàn ông thuộc tầng lớp thấp sống trong kỷ nguyên giải trí, nơi máy tính và máy móc đảm nhận mọi công việc thường ngày. Người chơi có thể để Charlie khám phá thành phố, nói chuyện với những công dân khác và trò chơi cũng bao gồm cả yếu tố stealth. Khi The Last Night công chiếu trong buổi giới thiệu E3 2017 của Microsoft, sự pha trộn mang hương vị cyberpunk của đồ họa 3D và nghệ thuật pixel đã làm hài lòng khán giả. Thật không may, nhà phát triển Odd Tales đã gặp phải rất nhiều trở ngại kể từ đó, bao gồm cả việc mất đối tác xuất bản và khả năng tự mình huy động vốn. The Last Night kể từ đó đã quay nhầm vào ô mất hút hàng luôn. Đã từng có lời đồn trong cộng đồng gamers đó là The Last Night sẽ được công chiếu tại The Game Awards 2021, nhưng trong buổi phỏng vấn với PC Gamer, Tim Soret, người sáng lập và giám đốc điều hành của Odd Tales cho biết đó hoàn toàn là tin đồn nhảm. Anh cũng cho biết thêm, trong thời đại khủng hoảng và mạng xã hội có ảnh hưởng quá lớn, nhóm phát triển game sẽ không đưa ra thêm bất cứ thông báo nào vì không muốn đặt quá nhiều áp lực lên các thành viên. Hiện tại, studio đang bận rộn hoàn thiện The Last Night để có thể phù hợp với các hệ máy mới trên thị trường. Và trên đây là những tựa game pixel đã ra mắt trong thời gian gần đây. Toàn bộ nội dung video là ý kiến cá nhân của mình. Nếu có gì sai sót, các bạn comment bên dưới phần mình lại giúp mình nhé. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share, subscribe cho Kimon. Mình là Mi Bé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!